Kính chào quý vị và các bạn. Vaccine giúp bảo vệ cơ thể chúng ta trước dịch bệnh Covid-19 nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc là tử vong khi mắc bệnh. Và từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện 6 loại vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Và hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu một số thông tin về các vaccine này nha. Nhưng trước tiên, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Thư viện Pháp luật nha. Đầu tiên là vaccine AstraZeneca. Loại vaccine này được Bộ Y tế phê duyệt ngày 31 tháng 1, 2021. Đây là loại vaccine COVID-19 do tập đoàn AstraZeneca sản xuất và đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay thì vaccine này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 980 triệu liều. Tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến thời điểm ngày 2 tháng 8, 2021, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 8.716.290 liều sau 15 đợt giao vaccine. Vaccine AstraZeneca được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam từ tháng 3, 2021 và hiện nay cũng là loại vaccine có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Thứ hai là vaccine Sputnik V, được Bộ Y tế phê duyệt ngày 23 tháng 3, 2021. Vaccine Gam-Covid-Vac do Viện Nghiên cứu Gamalea của Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia vùng lãnh thổ. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 49 quốc gia, với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 85 triệu liều. Về thông tin số lượng vaccine Sputnik V, thì giữa tháng 3 2021, Việt Nam đã tiếp nhận 2.000 liều do chính phủ Liên bang Nga viện trợ và sử dụng cho gần 900 người. Vào ngày 1 tháng 8 2021, Việt Nam nhận thêm 10.000 liều do chính phủ Liên bang Nga tặng. Loại thứ ba là vaccine Sinopharm. Vaccine Vero Cell do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Product Company Limited của Trung Quốc sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đang được sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng. Tại Việt Nam, vaccine Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 3 tháng 6, 2021. Hiện tại, Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều do chính phủ Trung Quốc viện trợ và đang triển khai tiêm chủng từ tháng 7, 2021. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4 tháng 8. Riêng tại huyện Bình Liêu đã đạt độ bao phủ tiêm vaccine này đối với 50% dân số của toàn huyện. Và theo thông tin trên báo chí thì đầu tháng 8 2021 đã có 1 triệu liều vaccine Sinopharm về Việt Nam. Từ ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt thứ 6 tiêm vaccine Covid-19, trong đó vaccine Sinopharm đang trong quá trình được Bộ Y tế kiểm định độ an toàn nên sẽ không đưa vào trong đợt tiêm chủng này. Nếu kiểm định an toàn thì sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy định. Tiếp theo là vaccine Comirnaty của Pfizer, BioNTech. Đây là loại vaccine thứ tư được phê duyệt tại Việt Nam. Vaccine của Pfizer, BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay thì vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng. Vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch từ ngày 12 tháng 6, 2021. Hiện nay thì Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 746.460 liều và đang triển khai tiêm chủng. Thứ năm là vaccine Moderna. Vaccine Spikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay thì vaccine này đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều. Tại Việt Nam, vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 28 tháng 6, 2021. Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 5.100.000 liều. Vaccine Moderna do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng. Và vaccine gần đây nhất là vaccine Janssen. Vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutical NV và Janssen Biologic BV sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 34 quốc gia với khoảng 60 triệu liều đã được sử dụng. Vaccine này cũng đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 15 tháng 7, 2021. Tuy nhiên, hiện nay thì Việt Nam chưa tiếp nhận vaccine này. Và hiện nay tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bên cạnh việc đàm phán ký kết hợp đồng để nhập hàng trăm triệu liều vaccine ngoại, thì hiện tại Việt Nam cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm vaccine NanoCovax. Theo đó, Bộ Y tế đã đề nghị đơn vị nghiên cứu vaccine là trước ngày 15 tháng 8 phải gửi báo cáo để xem xét cấp phép khẩn cấp cho loại vaccine Covid-19 Made in Việt Nam này. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong một số thông tin cơ bản về 6 loại vaccine Covid-19 đã được cấp phép từ đầu năm 2021. Hy vọng là với thanh bảo kiếm vaccine, Việt Nam chúng ta sẽ sớm đánh bại giặc Covid một lần nữa. Và đến đây video xin phép được kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.